Nói lớn bạn gái có sợ không chị? Trời. Rồi, ngồi xuống. Rồi, tháo mặt nạ ra đi hai bạn. Rồi, bây giờ em giới thiệu lớn nữa đi. À, em chào chị với lại em chào bạn gái bên kia nhé. Mình tên là Nguyễn Quang Minh Cương, sinh năm 1987, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh này, hiện đang sống cùng mẹ và em trai. Công việc tự do. Tự do là công việc gì? Ví dụ chạy ráp, làm bảo vệ, kinh doanh. Ủa, làm bảo vệ sao tự do? Làm bảo vệ là phải có giờ giấc chứ, đúng không? Em làm thời vụ chị ạ. À, có kinh doanh thêm gì không? Có mở một cái khu vui chơi. Khu vui chơi gì? Ở đâu? Cho trẻ em. Ồ. Khu vui chơi trẻ em. Kiểu thú nhúng rồi hả? Dạ đúng rồi ạ. Ở quận Tân Phú. Dạ, rộng không? Rộng không? 120m2 chị ạ. Ồ, kinh doanh cái đó ngon đó nha. Tại vì bây giờ nhu cầu mà ba mẹ ai cũng muốn con mình có một cái nơi vui chơi thoải mái. À, rộng rãi, hay ha, tuổi trẻ tài cao ha. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hòa, năm nay 31 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Em ở quận 12. Ở dạ. Quê mình ở đâu cưng? À, quê em ở đây luôn, ở thành phố luôn. Rồi có người phụ em không? Rồi mỗi lần đi chạy xe hay làm bảo vệ thì ai coi, ai thu tiền ở chỗ thôi, chỗ thú nhúng đó. Thật ra là cho con nít cho nên nó chỉ hoạt động từ buổi chiều đến tối thôi chị. À. Từ 4 giờ chiều đến khoảng 9, tầm 9 rưỡi tối là người em ta cho em coi luôn. Dạ. Ban ngày đi làm mấy cái kia rồi ban chiều tối về đó coi. Dạ. Rồi sau 9 giờ tối mới là rảnh. Đúng rồi. Bây giờ hẹn đi chơi bạn gái là phải hẹn từ 9 giờ tối trở đi. Thì mình nhờ người trong cái thú nhúng hay đâu có gì đâu khó mà chị. Trời, cái người thu tiền giùm cũng cực lắm chứ bộ. Ai tin tưởng mới thu tiền giùm được chứ. Dạ. Còn không mấy mình rủ bạn gái tới chỗ thú nhúng chơi luôn. Ngồi đó phụ thu tiền. Rồi thu tiền xong rồi đóng cửa nghỉ lúc đó mới đi chơi. Được không em? Dạ được. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em nấu ăn một số món cũng khá ngon. Em sạch sẽ, tâm lý và cũng giàu tình cảm nữa chị. Điểm yếu của em là em khá nóng tính, kỹ tính, em cũng khá lầy lội nữa. Ví dụ một cái lầy lội nào của em? Nếu mà thân thiết em hay chọc ghẹo người này người kia, ưa sự nghiêm túc thì người ta lại không thích cái tính đó. Dạ. Vậy là cũng có nhiều khi bị ta phản ứng lại với cái sự lầy lội của mình rồi phải không? Dạ đúng. Nhưng mà thật ra cuộc sống bây giờ nó cũng căng thẳng, nếu mà mình thoải mái chút xíu thì nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà đúng là cũng phải tùy người thân tình thì được. Dạ. Với là tùy cái lúc tâm trạng nữa, nhiều khi người ta đang còn bực bội gì mà có em tới em vẫn nhây là người ta bực là cũng đúng. Dạ đúng. Ha. Cho nên là mình phải biết quan sát và phải tiết chế lại bớt. Thế còn em sao? Tính tình mình như thế nào? Em tính tình này em thì em hiền lành, trầm tính, đa cảm nữa, dễ rung động, dễ xúc động, dễ lên cơn đau tim. Ủa vậy hả? Ví dụ như những trường hợp nào là em có thể lên cơn đau tim? Một cử chỉ hành động đặc biệt nào đó. Ví dụ như của bên bạn gái chẳng hạn. Ví dụ như bạn gái nhào vô hôn lên má mình cái bất ngờ cái tự nhiên mình lên cơn đau tim luôn hả? Gục tại chỗ luôn. Gục tại chỗ luôn. Gục tại chỗ luôn hả? Chút xíu em muốn gục tại đây không? Cũng dám dám lắm mà. Trời ơi, gan ghê vậy. Điểm yếu em đôi lúc cũng cố chấp lại cứng đầu lắm. Cái gì đã không thích thì không cần biết lý do gì cả. Đây là cũng thuộc tiếp người sống bằng cảm xúc đúng không? Dạ. Còn một cái điểm cực kỳ yếu là hiện tại em vẫn còn thích xem anime. Đúng rồi, em là một trời tuổi thơ mà. Em chơi với con nít không nè, em thích coi hoạt họa cũng chuyện thường thôi. Thế em sao em? Nếu mình có một người bạn trai mà tính tình rất là trẻ con, thích chơi với trẻ con, rồi thích xem truyện tranh, có suy nghĩ như thế nào? Em thì em thích một người con trai chững chạc hơn, trưởng thành một chút xíu, tại vì tính của em cũng hơi trẻ con. Đâu vậy, đâu có nghĩa là người ta không trưởng thành đâu. Người ta cũng làm ông chủ nè, người ta biết làm ăn nè, người ta biết lo tương lai. Nhưng mà thay vì là có những người có sở thích là thích có phim kinh dị, thích đi chơi, đi ăn, đi nhậu, thì bạn này lại thích những lúc rảnh rỗi thì cũng hòa vào thế giới tuổi thơ, chị thấy cũng ok mà. Dạ. Đúng không? Dạ. Chứ không phải vì người ta những cái sở thích của người ta mà mình đánh giá người ta là không trưởng, chưa trưởng thành thì cũng chưa chắc. Dạ. Rồi, về tình trường thì sao? Tình trường thì em cũng có vài ba mối tình. Vài ba mối là mấy mối? Là ba mối. Ba mối. Mối nào sâu đậm nhất? Mối gần nhất thì là mối sâu đậm nhất thôi. Quen được bao lâu? Quen được 3 năm à. Nếu mà sâu đậm tính bằng thời gian thì có lẽ có một mối là 7 năm á. 7 năm? Dạ. Sao chia tay em? Ủa, em cũng thuộc loại chung thủy, quen mối tình dài dữ rồi sao không cưới? Thì chia tay là lúc đó là em đi bộ đội. Em quen từ thời đi học. Đi bộ đội 2 năm? Dạ, đi bộ đội 2 năm, chia tay.
đưa anh lên đường là vẫn còn vui vẻ. Dạ đúng rồi, ngày lên đường thì cũng sướt mướt dữ lắm. À, ngày về thì cô ấy đã mất tiêu. Ngày về tới mình sướt mướt. Sau đó buồn mất bao lâu? Buồn dữ không? Có chứ, mấy người như em thì cái thời gian để vượt qua là cũng phải cùng tầm 2 năm á. Khóc thì chỉ trong giai đoạn thôi, thì một ngày một thì mình phải đứng lên chứ mình tìm cái gì đó để mình quên đi, chứ mình cũng phải tiếp tục sống với chị. Rồi, vậy còn cái mối tình sau này 3 năm lý do sao vẫn chia tay? À, hai bên gia đình nó không có hợp với nhau. Không hợp gì mà quen nhau 3 năm rồi mà mới lòi ra không hợp, tại sao không tìm hiểu từ trước? Bên em gia đình cỏ là bắt buộc là em phải ở rể. Còn bên em? Bên em là nói là nhận dâu chứ không nhận con. Nhận dâu chứ không chịu gì nhận con. Chúng ta có một bé gái. Có à, dạ. Có bé gái trước luôn rồi. Vậy thì cái này mới quen thì em phải thưa gia đình trước chứ, để chi mà tới 3 năm trời. Thì mẹ nói là cứ tìm hiểu trước đi, cái đã là tính sao, thì tìm hiểu rồi nó dính vô luôn. Nhưng mà tình yêu của tụi em chưa đủ lớn, tại tụi em mới không vượt qua được. Nếu mà thật sự yêu nhau thì mình vẫn có thể thuyết phục được hai bên chứ. Dạ. Bên này mình có ý định bắt rễ gì không em? Nhà em thì cũng không bắt buộc là phải bắt rễ, nhưng mà bản thân em thì em thích là một là ra riêng, còn không thì về ở chung với bố mẹ em, tại vì bố mẹ em cũng già rồi, có một mình em nữa. Đây là xu thế hiện tại, bạn nữ nào cũng muốn như vậy. Dạ. Nhưng mà thật ra ông bà ta hồi xưa thì lấy chồng là phải theo chồng. Dạ. Bây giờ đã không theo chồng mà được ra riêng đã là may mắn lắm rồi. Chứ còn mà bắt người ta về ở nhà mình nữa thì cái điều đó nó bị ngược lại với cái gọi là cái phong tục tập quán xưa giờ của mình. Chị đã ở cửa giữa, chị công bằng thôi, chị cũng muốn lấy chồng rồi rước chồng về nhà ở với ba mẹ mình, đi phụng dưỡng ba mẹ mình chứ. Dạ. Nhưng mà nếu mình nghĩ, nếu mà mình muốn như vậy thì còn rồi ba mẹ người ta bỏ ai phụng dưỡng? Ở bên nào miễn là mình luôn là những đứa con hiếu đạo với cha mẹ hai bên, đó là cái phương án tốt nhất. Chứ đầu mình đừng quá căng thẳng là không, tôi phải ở nhà anh, anh là em phải ở nhà anh, rồi bên đây anh phải ở nhà em, thì như vậy cái tình yêu mình nó không thể nào mà nó đẹp được hết. Yeah. Bây giờ tình trường của em thì như thế nào? Em thì em say nắng nhiều lắm, nhưng mà em yêu chính thức thì chưa có. 28 năm. Yeah. Wow. Vậy thì có được hưởng những cái gọi là cảm xúc của tình yêu chưa? Ví dụ là đã có một nụ hôn nồng cháy nào chưa? Thật sự hôn thì cũng chưa có hả chị? Thôi thì kệ, biết đâu chậm mà chắc. Thấy em yêu cầu một người bạn trai mình là người như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em là ngoại hình dễ nhìn, đẹp trai thì càng tốt. Về mặt tính cách thì em thích một người đàn ông mà tâm lý, tinh tế, sống có trách nhiệm, không có nóng tính, biết nhường nhịn em nếu mà có xảy ra mâu thuẫn này kia. Muốn người đàn ông của mình không có hút thuốc, ít nhậu thôi. Dạ. Yeah. Anh này chắc có là chắc rồi, tôi khỏi hỏi luôn, tôi biết có nè. Nhậu thì em chỉ là gọi là ham vui với bạn bè thôi, chứ em uống không có được nhiều. Hút thuốc là có. Ngày mấy gói? 5 điếu. Có nói thách không? Có trò trả giá gì không? Ngày 5 điếu. Dạ, em đang có định bỏ nữa mà. Ồ, hy vọng là em sẽ có động lực để bỏ thuốc. Thật ra em ơi, tại vì mấy em, sao mấy em lên chương trình, mấy em chọn mẫu người lý tưởng mà mấy các bạn nữ giờ cứ thích là không biết rượu bia, không biết thuốc lá. Hoặc là có những anh chàng lên đây, ưu điểm là gì? Ưu điểm là không rượu bia, không thuốc lá. Nhưng mà chị nói thiệt luôn á, nếu mà chị chọn bạn trai mà không có biết cái gì hết trơn á là chị cũng ái ngại lắm luôn á. Chị cũng ái ngại lắm luôn á. Chị nghiêm túc luôn, chị nói vậy có thể nhiều người ném đá chị, nhưng mà đàn ông thì cũng nên biết một chút xíu, có va chạm với xã hội mới có kinh nghiệm sống. Nhưng mà thôi, này cũng hợp gu em rồi đó. Ngày 5 điếu thì em không cho nữa, thì em dùng khả năng của em sao đó, rồi từ từ người ta bỏ luôn. Dạ. Cũng tốt thôi. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Em thích người bạn gái của em, người vợ tương lai của em phải là một người vợ hiền lành, không có cái tính là sân si, nhiều chuyện, nhân hậu. Vậy là đủ thôi. Ừ, như ông ghép vô không thích sân si nhiều chuyện, cái ông kèm vô chữ nhân hậu rồi sao luôn, cái tưởng nó không thích nhân hậu chứ. Ngoại hình thì muốn người như thế nào? Nhà em với lại mẹ em cũng không có yêu cầu về cái vấn đề ngoại hình hay là trang phục hay là tóc tai thì sao, nhà em dễ trong cái vụ đó. Đâu cho chị mượn coi cái hình của em coi. Dạ. Đây chị. Đơn giản quá ha, chọn mấy người mà đơn giản vậy chứ khó lắm à. Đó, có một cô gái trong này. Đây, hai anh đó có một anh. Chọn anh nào? À, em nghĩ là anh này ạ. Lý do? Nhìn này có vẻ già hơn anh này. Chọn ra được cô nào chưa? Lý do?
Tại vì cô áo đen nhìn có vẻ đầm tính hơn. Thích người đầm tính, hay quá. Xin mời hai bạn hãy nhìn về cánh cửa trái tim để xem ngày hôm nay cái phần cảm giác của mình khi mà lựa chọn người, cái giác quan mình có đúng hay không nha. Mời hai bạn. Dạ chào anh. Gì thở phào nhẹ nhõm vậy? Đúng rồi phải không? Dạ. Thần giao cách cảm của hai bạn tuyệt vời ha. Anh có một món quà anh làm tặng em nhé. Hả? Dạ. Anh dạ. Làm luôn hả? Vâng ạ, à, cái này em làm bằng tay ạ. Em cảm ơn anh, em cũng có món quà muốn gửi tặng anh làm kỷ niệm ha. Rồi, cảm ơn em nhiều á. Thì cái cây này nó tên là Kim Chi Ngọc Diệp á. Nó mang ý nghĩa của nó là mang lại sum vầy, sung túc cho gia đình thôi ạ. Mà em làm? Rồi, em làm cái cây này cách đây cả chục năm rồi đó chị ạ. Gần như luôn là người đầu tiên trong thành phố Hồ Chí Minh này tạo ra cây đó đó. À, là vậy là làm kinh doanh hả? Làm để bán hả? Dạ. Hay quá. Sao em cảm giác như thế nào về món quà của bạn trai? Dạ, nhìn rất là lấp lánh. Khi mà nhìn vào thì mình sẽ cảm thấy có nhiều tiền tài vào bới với mình á. Đó. Dạ. Wow. Một cái chuông gió hả? Dạ đúng rồi anh. Nó cũng may ý nghĩa là cầu sự may mắn và tài lộc đến cho gia chủ ạ. Vậy là chị cảm thấy hai em ổn đó. Nếu mà tin vào một chút gì đó tâm linh nè, ngày hôm nay nè, quà nó cũng có ý nghĩa giống nhau nè. Hai người chọn hình ra cũng chọn trúng nhau nè. Rồi thì bây giờ cho hai em thêm cờ thời gian, mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến nha. Bánh hỏi thịt nướng nha, bánh và có trái cây. Bánh hỏi là một món ăn rất là đặc sản của Việt Nam. Bánh hỏi thì thường ăn kèm với thịt nướng nè, rồi có vị rất là đậm đà của sả và vừng, chấm thêm một chút nước mắm tạo nên hương vị rất là thơm ngon khó quên. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha, nhớ ha, có 5 phút thôi là Tường quay trở lại đó. Yeah. Anh thấy em có giống mẫu người lý tưởng mà anh nghĩ không? Anh là quan trọng về tính cách thôi chứ anh cũng không quan trọng lắm về cái ngoại hình. Nhưng mà anh thấy trong hình là em có vẻ là có da có thịt một chút mà sao ngoài nhìn nó hơi ốm nhỉ? À vậy hả? À. Tại vì tấm hình đó thì cũng hơi lâu rồi nên thành ra là giờ em gầy hơn trước á. Dạ. Nhưng mà tấm ảnh đó nhìn đáng yêu nhỉ? Dạ cảm ơn anh. Anh có nghĩ bản thân mình là một người chung thủy không? Anh chung thủy chứ, anh là người đa cảm mà. À vậy hả? Phàm là những ai mà yêu động vật á, thì những con người đều đa cảm á. À, anh còn có cái này nữa, anh rất là thích động vật nhé. Là trong nhà là anh muốn lúc nào cũng phải có chó, mèo nhé. À, vậy là anh hiện tại cũng có nuôi đúng không? Có chứ, có chứ. À. Hồi nãy anh cũng có thích một người bạn gái có một cái trí nhớ tương đối tốt nữa. Nhưng mà em lại hay quên lắm anh. Ui hay quá. Dạ. Thật ra trí nhớ tốt nó rất có lợi trong cuộc sống chứ. Từ việc học tập đến trong công việc, đến trong xã hội, đến trong mọi thứ. Vậy là giờ anh chỉ có kinh doanh khu vui chơi thôi đúng không ạ? À dạ. Vậy là anh cũng làm tự do phải không ạ? Có nhiều thời gian rảnh rỗi để dành cho bạn gái không? Nhiều chứ. À, ví dụ như là đi chơi này kia thì lúc nào bạn gái hú một cái là anh vẫn có thể đi được đúng không ạ? Vẫn đi được chứ. Thật ra cái công việc mà cái canh khu vui chơi nó không quá phức tạp, cũng không quá tốn nhiều thời gian của anh. Hoặc là anh có thể nhờ một người bạn nào đó, họ chỉ cần qua đó ngồi vài tiếng là xong rồi. À dạ. Công việc nó không có quá phức tạp như những công việc buôn bán hàng khác. Mà thấy em đề cập nhiều đến chuyện chơi nhỉ? Đề cập nhiều đến chuyện chơi nhỉ? Không, tại vì giai đoạn hẹn hò là giai đoạn mà mình tìm hiểu nhau. Thì nếu mà có thể đi chơi được với nhau ấy thì dành thời gian cho nhau thì nó... Tốt hơn à? Dạ đúng rồi. Với lại tính em cũng hơi trẻ con, nên thành ra là em cũng thích đi chơi. Anh yêu thích anime nhưng không có nghĩa là tính tình anh nó trẻ con. Anh là một mẫu người trầm tính, ổn định. Nhưng mà cũng giống như em nói, khi mà đã thân thiện với nhau rồi thì cũng nhây mà lầy lội. Ngon không? Đồ ăn ngon không? Ngon gì ạ? À? Nói chuyện hấp dẫn không? Bạn gái ok không? Dạ ok chị. Người ta hỏi bạn gái ok không mà bên đây ok là sao? Vội. Vội quá. Bạn trai ok không?
Chị hỏi em kìa, giờ tới khi chị hỏi em rồi đó, bạn trai ok không? À, dạ được ạ. Dạ được hả? Rồi nói chung vậy là vui rồi. Nói chung là mới gặp mà, chỉ làm sao mà mình hiểu hết được đối phương đúng không? Người yêu với vợ nó khác nhau chỗ nào? Khác nhau nhiều chứ. Một bước ngoặt để cho cuộc đời mình sang một cái trang mới, nó làm thay đổi tất cả cái cuộc sống cũng như con người của mình. Ví dụ người lúc mà mình yêu, mình có thể vô tư, mình không nghĩ về tương lai. Nhưng khi mà đã cưới... Ủa, yêu không nghĩ về tương lai hả? Khi mà vợ chồng á, khi đã cưới rồi thì mình phải trách nhiệm nhiều hơn, nghĩ về đối phương nhiều hơn. Để em muốn cưới nghĩ về tương lai nhiều hơn. Mà em muốn cái cảm xúc lúc yêu hay là cảm xúc lúc cưới? Người ta nói hôn nhân là một chỗ cũng tình yêu mà chị. Trời, ai cũng thích cảm giác lúc mà yêu nhau hết á. Chị kỳ á, yêu nhau là phải có điểm đến. Hai đứa yêu nhau thăng hoa trong cảm xúc thì đều luôn mơ tưởng đến một mái nhà. Quan điểm em sao? Cho nghe vài câu về quan điểm. Nói chung thì em cũng, nếu mà yêu ấy thì giai đoạn yêu vẫn là giai đoạn đẹp nhất. Khi mà đã thực sự mà đã có cái sự thấu hiểu nhau rồi thì vẫn có thể tiến đến hôn nhân được. Nhưng em có nghĩ hôn nhân là cái gì đó, đọc lại câu đó nghe coi. Hôn nhân là cái gì? Mồ chôn của tình yêu hả? Yêu dạ. Em nghĩ sao về câu nói đó? Nó cũng gần đúng á chị, Trời đất ơi, hai người này hợp gu nhau vậy. Hôn nhân là coi như là tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất để chúng ta thăng hoa đến tột đỉnh trong tình yêu, rồi để ra những đứa con, những cái thiên thần bé nhỏ để mà đấy. Chứ tự nhiên sao mà có quan điểm gì mà hôn nhân mà mồ chôn của tình yêu, hèn chi ế không ai lấy hai đứa này đúng rồi. Thế chị hỏi em bây giờ, nếu như phải làm dâu thì em có ok không? Em không thích làm dâu ạ. Nói chung là bản tính em nó cũng hơi lười á. Em sợ về làm dâu thì em không có đủ khả năng mà có thể đáp ứng được những cái mong muốn của mẹ chồng. Mình phải làm được chứ, phụ nữ mà. Dạ. Rồi, bây giờ Tường sẽ cho hai bạn mỗi người bóc một lá bài của chương trình. Trong này đưa ra những cái yêu cầu ha, mình bóc lên, mình đọc cho lên cho đối phương thực hiện cái yêu cầu trong này. Mời em gái. Yêu cầu bạn nam thể hiện sức mạnh, chứng tỏ độ nam tính. Thực sự em nghĩ nam tính là phải ga lăng. Ga lăng. Ở đây thì cũng chẳng có cái gì để thể hiện sự ga lăng nhỉ? Được chứ, anh cứ ra đề bài anh sẽ làm thôi. Anh nói một câu nói mà em thấy rằng anh rất nam tính đi. Chà khó à, nói một câu nói mà thể hiện sự nam tính. Khó chứ, nhiều cô lên đây thục dầu hít đất là thường rồi. Cái đó cũng chưa chắc là nam tính, đúng. Mời em qua đây, đứng trước mặt cổ cho là có động lực. Này, yêu cầu của bạn ấy phải của chị nha, đi vòng đường xa này nè, qua đây. Nếu chúng mình có duyên đến với nhau, anh hứa sẽ luôn yêu thương, che chở cho em suốt cuộc đời. Dạ, cảm ơn anh. Ổn không em? Nói chung thì câu này em thấy nhiều bạn nam nói rồi, nên thành ra là em cũng thấy nó bình thường thôi. Nhưng mà thôi cũng chấp nhận được ạ. Mời em, trên trung bình là mừng rồi cưng. Dạ. Hai bạn nắm tay nhau và nhìn nhau thật lãng mạn trong 30 giây. Mời em bước qua lần thứ hai. Hai bạn thử nắm tay nhau, có chữ hát nữa, trời ơi, thằng này. Hai bạn thử nắm tay nhau, hát tặng nhau và nhìn nhau thật lãng mạn trong 30 giây. Ai hát, hát đi. Anh không biết hát đâu mà. Hèn chi nó bảo đó, nó đọc bỏ cái chữ hát của người ta. Bạn gái hát trước đi cưng. Dạ rồi. Nắm tay nhau đi nè. Em sẽ hát bài khúc giao mùa. Cầm tay nhau bước trong giao thừa, đón xuân đang về với tình yêu. Trái đất này. Anh có biết không ạ? Anh không biết, anh không có hay nghe nhạc. Anh chỉ xem anime thôi. À vậy ạ. Thôi giờ anh hát một câu nào, anh hát được anh hát đi. Em thật sự không có hát được gì Cát Tường ơi. Nhanh lên, mất thời gian của tôi. Trái đất này là của chung mình và bông xanh bay giữa trời xanh. Dạ, rồi ạ. Rồi đó hả? Dạ, rồi ạ. Lãng mạn gì không em? Thì em cũng đã cố gắng tất cả rồi chứ ạ. Rồi được rồi, buông tay đi, nắm tay hoài, về chỗ, ngồi vô. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi, ngồi sắp tới, đặt tay. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò, chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3
hết thời gian. Tại sao em gái không bấm? Chưa có thực sự rung động ấy. Nói chung là anh trai bên kia đã cố gắng thực sự rất là nhiều, nhưng mà em vẫn chưa đạt được cái sự rung động thực sự trong trái tim của em. Em là người sống bằng cảm xúc. Dạ. Hay là còn điều gì em lấn cấn? Tại vì chứ cái quan điểm thì chị nhìn thấy hai bạn cũng tương đối rất là hợp nhau. Dạ. À, nhưng mà cái quan điểm về hôn nhân của em với ảnh có một chút gì đó hơi... Hồi nãy chị nghe rất là trùng khớp luôn mà. Vậy là em chia sẻ không thật lòng. Không phải đâu, tại vì em nghĩ lại thì thực sự là cái quan điểm đó nó cũng chưa thực sự là trùng hợp với nhau. Người ta nói hôn nhân là một chỗ tình yêu mà chị. Trời. Ai cũng thích cảm giác lúc mà yêu nhau hết á. Em nghĩ sao về câu nói đó? Nó cũng gần đúng á chị, gần đúng á chị. Trời đất ơi, hai người này hợp gu nhau vậy. Vấn đề chính của em là em vẫn là không muốn làm dâu. Cho nên vì vậy mà em không bấm nút. Sao em không nghĩ rằng là anh này anh cũng sẽ theo ý em mà chúng ta cũng sẽ ra ngoài? Vì cái này chỉ mới là bắt đầu. Khi có tình yêu thì mọi thứ nó sẽ khác. Nếu mà em như vậy là sau này em sẽ tự loại bỏ những cái cơ hội của mình hết. Bởi vì nếu em bắt đầu em tiếp cận với một người bạn trai nào mà nếu em nói ngay từ đầu em không muốn làm dâu, thì chị khẳng định với em 99 người đàn ông người ta cũng sẽ không chọn em. Đó là nghiêm túc. Chị hơi tiếc một chút xíu. Thôi ok, còn em? Em cũng cảm nhận là em nghĩ là bạn gái sẽ không bấm nút rồi. Lý do? Tại vì cái điều bạn gái nói là yêu cầu chứ không phải là mong muốn. Mọi chuyện nó còn lại phía sau, nó chưa định đạt được điều gì mà. Theo chị biết là hôm nay có mẹ em đi theo tham gia chương trình. Thế chị cũng muốn mời mẹ em vào để chị hỏi thăm ý kiến vài câu nha. Chào MC xinh đẹp. Dạ. Chào cháu gái. Dạ. Và chào ekip chương trình. Mình là mẹ của cháu Cương. Dạ. Thì hồi nãy là có theo dõi chương trình, thấy cháu gái không bấm thì bác cũng rất tiếc. Dạ. Bây giờ là thời buổi rất là hiện đại, không làm dâu. Hai đứa là tự làm rồi tự lo lắng cho nhau. Bác không cần thiết phải làm dâu. Nếu mà con có thể cho nó cơ hội thì sau này hai đứa liên lạc cũng được. Chưa, tuyệt vời, một người mẹ em có suy nghĩ tuyệt vời như vậy. Thank you. Em cảm ơn chị rất là nhiều, kêu bằng chị cho trẻ. Yeah. Cảm ơn chị rất là nhiều và cảm ơn chị đã đưa thông điệp của những người mẹ chồng tương lai với những suy nghĩ rất là hiện đại đến cho các bạn trẻ. Đừng có ngần ngại gì cả, có chuyện làm dâu làm rể không quan trọng. Bởi vì thật sự nếu mà được sống chung với ba mẹ vợ hoặc ba mẹ chồng rất là tuyệt vời. Bởi vì mình có cái gì riêng tư, mình muốn đi chơi đâu xa mình cứ gửi cháu cho ba mẹ là xong à. Đúng yeah. không? Đúng không chị? Vỗ tay. Vỗ tay. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, và ngày hôm nay là Tường cũng rất là vui. Vui là vì đã gặp được một người mẹ chồng tương lai ha, rất là tuyệt vời. Nhưng mà cũng hơi tiếc là hai bạn ấy đã bỏ qua cái cơ hội của mình và không có đến được với nhau trong chương trình. Rồi chào em. Bây giờ mời mình giới thiệu về họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình trước nha. Dạ rồi, em chào chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc. Em sinh ngày 10 tháng 2 năm 1985. Hiện tại em làm công việc tự do. Tự do là làm gì à em? Dạ, trước kia em có buôn bán nhưng bây giờ thì em chuyển sang làm, nói chung là em làm công nhân ấy. Ừ, có nghĩa là không, em nói em làm tự do là em làm gì á, chị chưa hiểu cái công việc của mình á. Kinh doanh ạ, em kinh doanh trong quận 7 ấy. Xong bây giờ em về quê thì dạ. Hồi trước em kinh doanh về mặt hàng gì? Dạ, em làm quán ăn ạ. Kinh doanh quán ăn, còn bây giờ là về đâu? Dạ, bây giờ em về làm Phú Thọ, em làm công nhân. Rồi sao không làm ăn trong này không được hay sao mà về đó em? Dạ, cái đợt đấy nó bị dịch ấy ạ, nên là em... Rồi, ok em. Vậy thì bây giờ về ngoài đó rồi thì về được lâu chưa? Em về được... chắc được 4 tháng rồi. Là dự định ở ngoài đó luôn hả? Dạ không ạ, cũng có đi vào đấy làm, nhưng tại vì ở ngoài này em chỉ làm tạm thời thôi, nên bố mẹ em ở ngoài này ấy. Nên là em tìm việc công việc thì em ở trong Sài Gòn thì em quen hơn. Coi như về chơi một thời gian vậy hả, hay là gia đình có việc em về đó? Dạ, em cũng về chơi một thời gian xong rồi, ý là tiện mình ở ngoài này rảnh thì mình đi làm thêm. Vâng. Rồi, ở ngoài đó thì em nói là em đi làm công nhân hả, hay là chỉ ở nhà thôi? Đúng, em đi làm công nhân. Rồi bây giờ em nói một chút đi ha, về điểm mạnh, điểm yếu, rồi cái đường tình duyên của mình được bao nhiêu mối tình, rồi tại sao mà chia tay, cụ thể ra giùm chị nha. Dạ, trước tiên thì em nói về cái đường tình duyên của em.
Em cũng lập gia đình sớm khi đó, tại gia đình còn nghèo khó ấy. Mà em lập gia đình sớm thì hai vợ chồng ở với nhau được 2 đứa con, thì tụi em chia tay đây được 6 năm. Thì hiện tại con của em đang ở với ba, tại vì khi em nó kiểu kinh tế của ba được ổn hơn em thì ba nhận chăm con. Hai kiểu là hai người thì vun đắp cho con thôi chứ không có chia con ra ấy, kiểu hai chị em. Còn ưu điểm của em thì nói chung là em biết tất cả kinh nghiệm, nói chung là em ca hát được, may vá được, nói chung là công việc trong gia đình thì em, nói chung là em. Còn cái Nhưng điểm mà yếu, hồi hồi trước thì sao mà mình chia tay em? nói chung là về cái khoản là chồng em kiểu quá nặng về cái vấn đề gia trưởng ấy. Em lấy chồng về bao nhiêu năm thì cũng chỉ phục vụ nhà chồng, không có được về ở với bố mẹ hay thăm bố mẹ gì hết. Nên nhiều khi em bức xúc quá, xong là nó không, nhiều khi nó không nhịn được ấy, xong hai vợ chồng mới xảy ra xô xát này kia. Vâng. Coi như là cái kiểu như là mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đúng không? Dạ không, mẹ chồng em thì tốt với em nhưng mà nó ở với chồng ấy. Về làm dâu thì em nói rằng là về làm dâu thì tất cả bên gia đình nhà chồng hay bên gia đình nhà ấy thì ai cũng thương quý em hết á, nhưng còn chỉ có kiểu ở với chồng không có hạnh phúc thôi nên em mới quyết định chia tay, chứ còn nếu mà bảo ở bên làm dâu thì không có làm dâu. Rồi, coi như là cái hôn nhân đó thì tới nay là bao nhiêu lâu rồi em? Ở được mấy năm mà chia tay mấy năm? Thì em ở được 10 năm thì em chia tay được 6 năm. Chia tay. Ủa vậy là em kết hôn rồi lúc em bao nhiêu tuổi? Em kết hôn hôm mẹ năm 22 tuổi. Em sinh năm 95 hả? 85 ạ. Bởi nãy nghe lộn 95 nghe hết hồn. Nhưng mà nhìn cũng trẻ trung, năng động, tự tin mà sao rồi chia tay cũng 6 năm mà không có tìm hiểu ai hết hay sao, Ngọc? Dạ, em nói chung là em cũng rất là nhiều người tìm hiểu em nhưng mà hầu như là ít tuổi hơn em ấy. Mới hay nữa là em cũng sợ cảm giác như mình đi thêm một lần nữa không hạnh phúc thì không ổn nữa, nên là em cũng đăng ký chương trình cũng lâu lâu rồi đấy, để xem chương trình có ghép cho em được người phù hợp nào không, nhưng thì cũng kiểu như bỏ lỡ nhiều thời gian á, lúc đó em đi chỗ này đi chỗ kia, hay là lúc em cũng bị ốm ấy. Có lịch phỏng vấn nhưng mà em không tham gia được. Nhưng mà vậy là từng cắt rồi đúng không? Ý là cũng có lịch phỏng vấn cho em rồi nhưng mà cái đợt em nằm viện ấy, em cũng báo bạn ở bên chương trình ấy là em nằm viện em không tham gia được. Vâng. Rồi bây giờ em muốn tìm một cái người như thế nào, em chia sẻ giùm chị ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán người đó luôn nha. Em thì không quan trọng là quê quán đâu, em chỉ cần những người đấy biết làm ăn này, lo cho gia đình rồi, hơn em khoảng thua 1 2 tuổi cũng được, hơn hơn nhiều cũng được, như kiểu là người ta phải, đặc biệt là người ta phải trưởng thành ấy, làm ăn được, những người mình thương hơn. Mới hay nữa là không cái quan niệm về cái quá khứ của mỗi người ấy, người nào cũng có cái quá khứ riêng ấy. Rồi anh đó đang ly, gọi là ly dị mà cũng nuôi con á, thì được không em? Thế cái đó em không quan trọng đâu, tại vì ai cũng có cái quá khứ mà, quan trọng là em thấy hợp và giống như là, nhưng mà phải cao hơn em một ít, nhưng mà thấp hơn em thì em không có thích. Em cao bao nhiêu? Thế em cao hơn 1m6. Thì đó, dù em mét sáu thì cao hơn em là thì mét 62 được rồi đúng không, thì vẫn là cao hơn. 1m62 mà Vậy đi là giày là không thể nào chịu nổi đâu. thì chơi vậy thì em muốn nhiêu em phải nói chứ sao chị biết được. Em cứ cao tầm 1m65 trở lên là được. Mình yêu cầu của mình thì em phải rõ ràng chứ, yêu cầu của em nó khác cái yêu cầu của chị. Chị ví dụ mét sáu chị muốn mét 62 được rồi, chị quan trọng cái tiền nó cao hơn chứ không có quan trọng đó, hiểu không? Mỗi người cái quy định mình, cái tiêu chí mình phải rõ chứ còn đừng nói chung chung. Em gặp thì sao em có cảm tình, cái mặt như thế nào em sẽ có cảm tình. Nói chung là em chỉ cần hợp với em, nói chuyện hai người tiếp xúc qua lại mà em cảm thấy nói chuyện với người đấy em thấy hợp thì em được thôi. Còn mình trước giờ em cũng chưa bao giờ quan niệm về cái bề ngoài như thế nào hết.
đó, bởi vì mới khó nè, tụi chị là cái người sẽ chọn cho em trước đó, rồi em lên đó em mới gặp, cho nên Vâng. em phải truyền tải sao để tụi chị hiểu thì tụi chị Dạ. mới giúp được nha. Vâng. Rồi ok em, nếu mà được chọn á, ghi hình á, thì vào trong Sài Gòn chắc là em đi được đúng không? Dạ được ạ. Rồi được chọn thì chương trình thông báo lại ha, rồi sẽ hướng dẫn em chọn, hướng dẫn theo nha. Bây giờ thì cái phần cast của em xong rồi đó. Dạ vâng ạ, em chào ạ. Rồi, chào em ha. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Rồi chào chị, mình giới thiệu Alo. bản thân của mình em ha chị ha. Alo. Dạ. Alo. Rồi mình giới thiệu về Alo, bản thân em nghe chị. giúp em, giới thiệu về bản Dạ. thân giúp em ha, họ và tên tuổi quê quán nghề nghiệp của mình ha. Ở trong đây là ekip của chương trình bạn muốn hẹn hò thôi chứ cũng không có ai, nên mình cứ chủ động mình chia sẻ ha. Rồi mời chị. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Thúy. Em năm nay là 44 tuổi. Em đang ở thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Công việc của em là công nhân. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị? À, điểm mạnh của em là Điểm mạnh điểm yếu của mình là những cái ví dụ như nấu ăn được không, ca múa hát được không, hoặc là may múa thiêu thùa gì được không? à. Mình chủ động chia sẻ giúp em ha. Nào nãy chị nói chị làm công nhân, là chị làm công nhân về cái Dạ, làm bên công ty Nitori á chị, bên nội gì? thất. Ừ, nội thất rồi, ok chị. Dạ. Ừ, rồi mình nói về Yeah. điểm mạnh điểm yếu của mình xíu ha. Có biết nấu ăn không, có biết may vá thiêu thùa ca múa hát gì không, tính tình mình sao? À cái à, tính tình thì em hơi nhút nhát chút. em thì cũng biết nấu ăn. Không biết ca hát. Rồi, về điểm yếu của mình, tật xấu của mình thì có những cái gì? À. Chị sao á chị ơi? Dạ em đang nghe chị. À, về tình trường của chị thì như thế nào, chị kể về, chị đã kết hôn chưa, mình chia sẻ cụ thể giúp tụi em với. Dạ em đã kết hôn rồi mà em đã ly hôn em đã kết hôn và đã ly thân được 3 năm và bây giờ đến hôm nay là em đã ly ly hôn được 1 năm rồi chị. Rồi chị chia sẻ đi, chị có con chưa, lý do vì sao chị ly hôn? Em chưa có con vì lý do gì hai người Chị ở với nhau bao lâu, lý do vì sao mình chia tay thì mình cứ chia sẻ cụ thể thôi chị, chứ mình cứ nhắc nhở anh, tụi em cũng không biết là chị tại vì khi lên sân khấu thì mình cũng phải mạnh dạn mình nói, chứ không phải là mình người ta hỏi xong cái mình ngồi mình sờ suy nghĩ như vậy, thì tụi em cũng đâu có biết là như thế nào. Dạ, lý do ly hôn của chị là gì, do chị hay do anh? Dạ, hai người không hòa hợp được với nhau á chị. Ừ, biết là không hòa hợp rồi, nhưng mà có những cái đỉnh điểm như thế nào, ví dụ như là có cãi nhau đánh nhau, hay là vì vấn đề là không có con, hay là vì vấn đề gì mà mình dẫn đến là mình ly hôn á chị. Ai cũng có một lý do hết ha. Ở đây tụi em nghe để tụi em không phải là tụi em tò mò cái gì hết, nhưng mà tụi em tránh cái trường hợp là tìm hiểu.
ghép cho chị một cái người mà nó cũng y chang trường hợp cái ông chồng kia thì nó cũng kỳ ha chị ha. Dạ. À, cái này là vấn đề là không phải là tụi em ly hôn nhau vì đánh nhau, mà cũng không phải là không không phải đánh nhau, mà cũng không phải là không có con. Vì cái anh này á là sống gia trưởng, cái tôi quá lớn. Dạ. Rồi chị ở với nhau, anh chị ở với nhau bao lâu và có tìm hiểu Dạ. trước khi mà đến lúc mà có tìm hiểu để đi đến hôn nhân không hay là mai mối? Dạ. À, tụi em cũng cũng do mai mối á chị, chưa không không có thời gian tìm hiểu, không có tìm hiểu cho nên đến với nhau rất là cái sự nhanh chóng á. Rồi Tìm hiểu bao lâu mà nhanh chóng? chưa được 2 tháng chị. Chưa được 2 tháng mà đi đến kết hôn rồi à? Dạ. Rồi về ở với nhau bao lâu chị? Chưa được 1 năm, mới mấy tháng thôi. Chưa được 1 năm mấy mấy tháng thôi là đã ly hôn với nhau rồi. Dạ. Là chị kết hôn năm 43 tuổi à? Đâu, năm đó năm em 39 tuổi chị, 39 gần 40. 40 là nay là Ừ. 40 là bốn chị. nay 44 vậy là chị hiểu thêm ai không? Dạ chưa. Lý do vì sao mà mình không tìm hiểu thêm ai và tại sao mà mình không có thời gian đến mức là mình không tìm hiểu mới 2 tháng rồi mình đã quyết định là mình kết thúc rồi, tại vì anh đó có đặc điểm như thế nào thì mình mới quyết định chứ tại sao mà tự nhiên cái không cái quyết định kết hôn rồi rồi bây giờ lại Tại tham vì gia chương trình nè. tại vì mình là phụ nữ, cái mà cái tuổi mình á thấy như vậy lớn đó, để cho nên khi người thân của mình giới thiệu á, mình cũng nghĩ về vấn đề tương lai con cái này này nọ, mình cho nên quyết định vội vàng sớm. Tại trước đó là mình không có dự định như vậy. Rồi ok chị, bây giờ chị muốn chị tham gia chương trình thì là do chị muốn hay là do ai thúc đẩy hay gì hay là kêu chị tham gia không? Cái này là do em tự nguyện. Và giấy tờ làm trên mặt pháp lý là chị đã ly hôn rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi ok. Thì bây giờ là hả khi mà chị muốn người mẫu người đàn ông như thế nào sẽ phù hợp với chị? Về ngoại hình, về tính cách, về tất cả mọi thứ. Ngoại hình á, thì em không quan trọng. Em chỉ cần một người là sống không có gia trưởng, sống không có gia trưởng, sống phải phải biết cảm ơn và xin lỗi khi nhận ra, như giống như một con người sống phải có trách nhiệm về những gì mình đã làm ra. Nhưng mà chị nói là không cần ngoại hình chứ ví dụ như ai cũng nhìn vô ngoại hình để hả để bấm nút hết á, bây giờ chị muốn như thế nào nè, ví dụ như nói về anh bây giờ em hỏi ảnh thì ảnh nó không nói ảnh gia trưởng nhưng mà mốt ảnh nói ảnh mốt rồi về lại gia trưởng thì như thế nào chị cũng phải tìm hiểu nữa ha, chứ lúc đó Dạ là đúng những rồi. cái chương trình hả như thế này như thế kia thì tụi em cũng không có gánh hết tội được, tại vì bây giờ á tụi em chỉ là chiếc cầu nối thôi, bây giờ tụi em cũng nhìn hình thôi để chị tụi em hả hoặc là những cái gì mà ghi trong cái bản thông tin thì tụi em ghép thôi, thì chị cho em xíu về ngoại hình đi mà cao ốm mập gì đó hay là hả công việc người ta làm cái gì nó công nhân được không hay là bảo vệ được không hay cái gì đó được không, chứ mà bây giờ chị cứ nói chung chung như vậy thì ở ngoài chị tìm cũng được chứ đâu còn đó tụi em đâu đúng không? À, ông em nhận chương trình tìm kiếm về miếng nhân mình tin tưởng con người của một con người đó mà chương trình đã tìm qua về sơ biết lịch của họ, là chương trình đã biết, còn nhiều khi mình ở ngoài mình đâu có rành hỏi của họ, mình đâu có Thì biết bây được giờ chị đâu. nè, bây giờ
em biết rồi, em nhìn chị em thấy ví dụ ốm hay cái gì đó anh đó anh yêu cầu ốm, còn ví dụ như giờ chị yêu cầu những cái ngoại hình chị nói không quan trọng, nhưng mà thực chất là mình nhìn mình đẹp mắt mình mới chọn bấm nút chứ, hay không mà mình hay không mình sao mình bấm nút được đúng không? Hoặc là lên trên chỉnh mình tìm hiểu, mình nói chuyện vài câu thôi. Em cũng ví dụ như chương trình đúng rồi phải có bản thông tin, nhưng mà chưa chắc là giờ 5 năm 10 năm là cái những cái bản thông tin đó nó không thay đổi đâu chị. Nên mình cái gì mình nhìn được thì hả, tụi em ở đây tụi em cũng là biên tập thôi, cũng sẽ gặp chị như casting nè, rồi ví dụ biên tập được lọt vào vòng trong thì biên tập cũng gặp lại một lần để nói chuyện thôi, rồi xong mà khi tham gia thì lên chương trình là tụi em cũng sẽ nói chuyện thêm. Chứ mà bây giờ tụi em cũng đâu có tìm hiểu sâu như chị được, về ví dụ như mình cũng phải tìm hiểu chứ không phải là cứ giao trách nhiệm cho chương trình là tìm. Hai chị ha, mình ví dụ như em biết là anh đó mập ốm cao to, hoặc là ví dụ như thấy nói chuyện vui vẻ, nhưng mà ai biết bên châu ổng về ổng hả sinh tật này kia sau 5 năm 10 năm sao ha, mình cụ thể giúp em thì tụi em mới tìm được cho chị, chứ bây giờ chị không cụ thể chị cứ nói chung chung như vậy tụi em đâu có tìm được cho chị đâu. Bây giờ về ngoại hình thì như thế nào, cao thấp mập ốm, rồi hả anh đó làm công việc gì, quê quán ở đâu, rồi em mời chị. Dạ, người khoảng cao khoảng chừng 1m65 là được rồi chị. Cao 1m65. Ừ, rồi nói tiếp đi chị, em đang ghi thông tin lại đó, chị cứ nói đi, khỏi chờ em nha, cứ nói đi em ghi lại. À, em chỉ cần một người có ngoại hình là vừa tầm là một cao 1m65, người khoảng chừng 70-80 kg là được. Ừ. Dạ, một con người đó có công ăn việc làm ổn định. Rồi, Rồi. công ăn việc làm ổn định, có nhà riêng nhá, để về hai giờ hai giờ hai người về nhà ở chung với Chứ bây nhau. giờ ví dụ như ảnh không có nhà riêng là chị có nhà riêng không nè? Dạ Chị có nhà riêng không? dạ em chưa có nhà riêng chị. Ừ, hiện tại là chị đang sống ở nhà ba mẹ hả? Dạ đúng rồi. Ừ, ví dụ như giờ hai vợ chồng về làm ăn tự mua được không? Chứ ảnh chưa có nhà riêng, ảnh cũng ở trọ như mình thì sao? Được không? Dạ. Nó phức tạp lắm. Rồi bây giờ thôi mình cứ suy nghĩ đi ha. Những cái thông tin ở đây tụi em ghi nhận lại hết rồi. Có gì thì nếu như mà chị lọt vào vòng trong thì biên tập sẽ hỗ trợ chị họ nói chuyện nhiều thêm ha. Chứ bây giờ tụi em còn nhiều người ở phía sau chị lắm, chứ không phải Dạ chỉ một mình chị mà ngồi suy nghĩ như vậy là chết tụi em luôn. Rồi cảm ơn chị ha. rồi rồi cảm Rồi ơn chị.